Bơi, ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đang có mặt tại buổi lễ kỷ niệm thành lập 12 năm của công ty Âu Mỹ AEC. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. 12 năm, một khoảng thời gian tuy chưa đủ dài để có thể viết nên lịch sử, nhưng nó lại có một ý nghĩa lớn lao để đánh một dấu mốc trưởng thành đối với một công ty, một doanh nghiệp. Kính thưa quý vị, ngày 7 tháng 11 năm 2011, công ty cổ phần thương mại dịch vụ và đầu tư Âu Mỹ chính thức được thành lập. Trải qua 12 năm xây dựng và phát triển, đến nay thương hiệu Âu Mỹ AEC đã trở thành một trong những đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thuốc thú y thủy sản. Những thành tựu của 12 năm Âu Mỹ hình thành và phát triển, và đặc biệt là trong 3 năm qua, để quý vị đại biểu, quý quan khách và anh chị đại lý cùng toàn thể nhân viên nắm sơ lược và mong muốn là trong tương lai là được đồng hành cùng với tất cả các bên liên quan. Cũng thay mặt cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh thì cũng trước hết là chúc mừng kỷ niệm 12 năm ngày thành lập của công ty. Chúc toàn thể quý đại biểu dự cái kỷ niệm ngày hôm nay mạnh khỏe và thành công trong cái công tác. Xin trân trọng cảm ơn. Nghiên cứu đưa ra những dòng sản phẩm mà bà con sử dụng có hiệu quả và có chất lượng, có một vụ mùa bội thu. Trân trọng kính chào. Chúng tôi là cái người tiên phong, tự hào rằng đi phục hồi lại môi trường sinh thái tự nhiên, nuôi tôm công nghệ cao, không ô nhiễm môi trường, không thải ra môi trường bên ngoài, với cái lượng nước có thể hoàn lưu kiểm soát rất tốt và mầm bệnh được kiểm soát. Tự hào rằng đối với nhân viên Âu Mỹ làm được những cái điều đó và cam kết rằng sẽ làm được và nhân rộng ra cái mô hình này càng ngày càng nhiều để cho cái ngành nông nghiệp chúng ta, ngành nuôi tôm chúng ta bền vững, an toàn, hiệu quả. Chúc cho tất cả quý quan ngành, quý đại lý rồi cũng như quý anh chị em Âu Mỹ luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Chúng ta là người giàu có, nhân ái, xin chân thành cảm ơn. Thì ngành chi nhánh khách hàng 11 năm qua đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của công ty. Kỷ niệm lần thứ 12 thành lập công ty, công ty Âu Mỹ AEC chính thức khởi động chương trình khuyến mãi với tên gọi là Âu Mỹ AEC cào là chúng.